Dạ. Quá chốc luôn mọi người ơi. Nè, quá chốc luôn, các mọi người xem thấy không? Mình có thấy thêm một con ốc bự nữa cả nhà thấy không? Ồ. Cho mọi người xem con cua đá này. Đó, có con cua đá cả nhà thấy không? Để di chuyển qua một cái chỗ khác để mà mình bắt ốc nha. Quyết tâm ăn cho hết mà được. Giờ mình phải ăn cho hết cái rổ ốc này cho nó đã. Đến với kênh ẩm thực và du lịch sinh TV của mình nha. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái series để đi bắt ốc nữa cả nhà. Nói chung là hôm nay là một bầu trời rất là đẹp. Mình cùng với vợ của mình đó là đi kiếm một ít ốc nha mọi người. Và bây giờ mình sẽ đi coi thử chỗ này có ốc không. Nếu không có thì mình sẽ tới cái chỗ mình sẽ chạy qua chỗ khác nha mọi người. Rồi chỗ này rác nhiều quá. Đi qua kia đi. Gành đá thôi, hay là gành đá đây. Rác nhiều lắm mọi người. Mình có đem theo một cái cây chĩa để mà mình coi thử có cua hay gì mình bắt. Giờ mình đi kiếm coi mình đi kiếm coi có ốc gì ngon ngon mình ăn ha. Ốc nè mọi người. Con này này có mấy con nè. Ốc ít hơn. Có không? Đây nè cả nhà, đây cũng có ốc nè. Cảm ơn ốc nè. Cái chỗ này thì ốc nó cũng cỡ cỡ như bữa mình đi bắt đó mọi người. Dưới này thì ốc bao la này. Nhiều khi hay có mấy con cua lắm. Nhiều hay có mấy con cua nằm này nè. Mấy cái con cua đá này. Tối thì ốc nó sẽ lên nhiều hơn nha mọi người. Ý, ngoài này có mấy ốc bự nè mọi người ơi, mình thấy ốc bự nè. Nhìn thấy ốc bự nè. Wow, sóng đánh dữ quá. Dưới này thì ít dân cư ở lắm mọi người. Khúc này thì dân đã ở lắm nha mọi người. Còn cái chỗ dưới kia, cái chỗ mà mình ở đó, thì nó nhiều hơn. Mình xuống cái chỗ ít dân cư. Bắt được con ốc này. Cái này mình sẽ về luôn. Đây cái cây này. Ốc quá trời luôn mọi người ơi. Nhiều lắm mọi người. Giờ đó quá dọc luôn. Đừng lờ cái gì. Ở
đạp ốc rất là nhiều. Nè có con ốc không? Ủa trời luôn nè. Dạ ốc quá trời luôn mọi người, ốc nhiều quá. Mình chỉ bắt mấy con bự thôi nha mọi người, chứ còn mấy con nhỏ mình không bắt đâu. Nè, bắt cái này thôi, về mình xỉa mình ăn cho vui. Thì đang mưa mọi người ơi, lần nào mình cũng đi bắt ốc á, tại chúng vào ngay cái mùa nó có mưa có mưa hả mọi người. Giờ mình bắt ốc đang dưới đây ốc gì nữa mọi người, ốc quá trời luôn nè, ốc gì đang lên nó nước rút, có thể ốc nó lên gì nữa mọi người, để cho mọi người xem nha. Dạ quá trời ốc luôn mọi người, nè quá trời ốc luôn, cho mọi người xem thấy không đó, nè đó ốc quá trời luôn mọi người ơi, rất là nhiều nha. Đậu ngay gạch đá là cỡ này là mình bắt về mình ăn được rồi nè. Đó, mọi người thấy không? Ốc rất là nhiều. Rồi khu này thấy là ốc nhiều lắm mọi người. Còn hai con này hả? Đó, hai con bự này hả? Dạ, sao lấy được hai con bự này trời? Nhà có hai con bự đó mọi người thấy không? Ồ, này con ốc nè mọi người, đem lấy ra mọi người xem nè. Đó, ốc này là cỡ này là bự lắm nha mọi người. Bự ốc ở gần nhà mình mua bắt nữa. Cho mọi người xem con cua đá này. Đó, có con cua đá nghe thấy không? Con cua đá đó. Có thêm con ốc trong đó là mình lấy không được mọi người. Về hả? Ủa điện thoại, ốc kia kia. Có bắt đi. Thì nó mọi người ơi, rất là nhiều ốc nha. Nhìn nó chú mưa đi. Ốc quá trời luôn. Trời ơi, mưa tới luôn mọi người. Mưa lớn tới rồi cả nhà ơi, quá trời mưa rồi. Thằng em của mình đó, nó đang đi mực đó mọi người. Đó, cái ghe mực của nó đó. Nó mới chạy ngang đây nè. Nãy mình mở máy ra không có kịp với cả nhà. Ở đây nó kéo lên cũng mực lắm. Tại vì gần đây nhiều có mực lắm mọi người. Trời đang mưa nè mọi người thấy không? Đó, mưa quá trời mưa luôn mọi người. Chắc phải đợi qua cơn mưa này quá. Mưa quá trời mưa rồi. Trên đây có cái nhà nè mọi người, cái nhà thấy không? Đó, đây là cái dốc nhà của người ta. Đó, họ trồng cây rất là nhiều, trồng cây ăn quả này kia cả nhà, cây dừa, cây chuối lum hết trơn. Phía trước thì có ngựa đây nè cả nhà, rác quá trời luôn. Cái nhà thấy không? Đó, thấy không? Và ba lửa luôn. Quá dọc luôn, ui em ơi, quá trời luôn nè. Đây nè quá dọc luôn. Cha nó lọt. Lọt xuống dưới hết luôn rồi trời.
lọt dưới luôn. Không, để bắt cái con ngoài này đi. Cái con ngoài này dễ bắt hơn nè, thấy không? Đó. Đó không, bắt vô đây là nhiều rồi nè. Ném ném. Ui, quá trời luôn kìa em ơi, chứ bắt luôn kìa. Chà, đây ốc nhiều ghê. Thấy chưa? Thóc luôn. Giống như quá giọng luôn. Quá nhiều ốc luôn, bên này thu hoạch ốc lát vàng cho đã. Chà, cái này nè, ốc hiểu là nó ốc ở đảo này rất là nhiều nha mọi người. Cái chỗ này ít người ở nên cỡ giờ này là ốc rất nhiều. Giờ này tầm cỡ 2-3 giờ, 2-3 giờ thì ốc ra rất là nhiều nha. Ốc cái này rất là nhiều, bữa trước á mình đi bắt nhiều lắm, mình bắt ở gần ở chỗ nhà mình á thì nó được nhiều. Ở chỗ đó người ta người dân ở á, người dân ta ở nhiều nên ít. Ở đây thì ốc rất là nhiều. Ở nhà thấy không, ốc xíu là được như đây nè. Đây mày, đưa đây đây. Mày lên. Mày có thấy thêm một con ốc bự nữa cả nhà thấy không? Chà chà, ngoài này ốc nhiều mà. Bắt khúc này đi, nhiều rồi. Sống sống đặt. Cái màn này có. Ở đây thì cũng có món gì ta? Cái này gọi là cái gì cả nhà? Cả nhà thấy không? Tay quỷ á cả nhà. Đây là gọi là tay quỷ. Ở đây cũng có, nhà đảo cũng có, nhưng mà nó kiểu như mình lấy được mọi người, nó bự quá. Nó nằm trong này nè, khó lấy lắm. Chà, hả, đảo bự đẹp. Quá trời luôn. Đẹp không? Khôn à. Thấy ốc này mà nghe tiếng bước chân của con người tới cái nhạc là nó thấy mình là tự động nó rớt xuống mấy cái khe này nè. Rớt xuống mấy khe này. Còn gì. Quá nhiều nào con ốc nhiều. Đây cái nhà con ốc nhiều nè. Ốc nhiều ghê không? À, cả nhà bây giờ mình sẽ di chuyển đi tới chỗ khác nha. Tại chỗ này ốc nó cũng còn bao nhiêu chân á, ít rồi cả nhà. Đó, bây giờ mình sẽ di chuyển qua một cái chỗ khác để mà mình bắt ốc nha. Mình sẽ kiếm ốc bự hơn. Đó, giùm đi nha. Cả nhà mình đã tới nơi rồi nha. Chút nữa thì mình sẽ lội bộ xuống dưới đó để mình bắt ốc nha cả nhà. Mình ở dưới này nè. Rồi bây giờ mình sẽ đi nha. Cả nhà thấy không? Đó, hơi nắng một chút.
ơn là người dân người ta làm cho mình một cái đường đi nè. Mình đi xuống. Cuối cùng thì mình cũng đã xuống dưới đây. Ở đây người ta nuôi gà mọi người. Trong đây cũng là nhà của chú này nè. À, mình xin chú này. Giờ mình sẽ đi. Đây là cái chỗ ủ ghe của mấy cái chú làm đây cả nhà. Bãi này rất là đẹp nha. Đây có nhà nè. Wow, nguy hiểm quá. Trà nắng quá mọi người. Thấy đẹp kìa chưa? Đây đá nhiều lắm nè. Mình sẽ đi qua bên hướng này đi ha. Qua hướng này để mình bắt ốc nè. Hướng này ha. Hướng này bắt ốc nè. Dưới đây á, đây là wow, ốc rất là nhiều mọi người. Các bạn thấy không, lên hết trơn rồi. Wow, nhiều ghê không? Quá trời ốc luôn nè em ơi, nhiều lắm. Bắt ốc này không? Wow, nước trong lắm mọi người. Chà, nước rất là trong nha. Ốc thì đây vô vàng ốc. Vậy thôi, đi tới kia đi. Nước trong lắm mọi người. Lại ở đây sỏi nhiều lắm. Đá rất là nhiều. Đá là đẹp. Đó cả nhà, mình đã tới chỗ này nha. Nắng lắm cả nhà, nắng chang chang, chói quá. Cái mắt mình nói. Cái này nó đỡ chút xíu nè. Ở dưới chân mình đó là ốc rất là nhiều luôn đó mọi người. Cả nhà thấy không? Đó, giờ mình sẽ đi dọc dọc cái bờ sông này để mình kiếm con ốc gì ngon mình ăn nha. Đi từ không ạ. Cái này là người dân họ cột dây lại á để mà mình làm neo hay làm chả mọi người. Có nghĩa là làm một cái bụi cây bụi cỏ đó cái thả xuống biển đó, cho cá nó vô á. Sẽ có một số bạn là sẽ không biết cái này để làm cái gì. Đó mình đã nói cho mọi người nghe rồi đó. Giờ mình sẽ coi thử coi chỗ này có cái gì không ạ. Không biết cái chỗ này nó có ốc nhiều không mọi người. Nãy giờ mình đi thấy toàn là ốc kia không à. Ốc kia thì cũng ăn được nhưng mà kiểu như mình ăn hoài mình ngán á. Bây giờ mình muốn chắc mình sẽ đi từ từ tới đây cho mọi người xem ha. Cái cảnh rất là đẹp. Đó. Hoàng hôn. Cảnh nó lộn. Đúng đúng rồi, hoàng hôn. Hoàng hôn đi xuống. Hồ đá rất nhiều người. Thôi. Quá trời nhìn chóng luôn. Khúc này không thấy ốc đâu hết trơn đó. Chắc mình sẽ dời địa điểm nữa quá mọi người. Chắc mình sẽ đi kiếm một cái địa điểm khác để mình bắt ốc quá. Chỗ này không có nhiều rồi, ốc mình thấy ít quá. Thôi bây giờ mình sẽ dời lại chỗ khác nha mọi người. Để mình bắt ốc nha. Chỗ này không có bao nhiêu ốc hết trơn. Theo ốc này đá không? Quá đẹp không? Xe của mấy người dân họ để đây, họ làm chắc hết tất cả cái tối họ để đây. Phải lội lên đây chút nữa mình về, chắc lẽ là mình về mình luộc ăn luôn mọi người, về luộc ăn luôn nha. Cái chỗ hôm nay mình trải nghiệm cũng khá là nhiều rồi, mình về thôi mọi người, mình đã về tới nhà cả nhà. Bây giờ mình sẽ đi rửa cho sạch sẽ rồi sau đó chúng ta sẽ thưởng thức cái món ốc này nha mọi người. Ở đây tầm cỡ gần 1 kg. Mình đoán vậy đó cả nhà.
bỏ ốc vào đây nha. Đó, giờ mình luộc. Rồi mình có bỏ thêm một chút bột ngọt với lại muối nha mọi người. Bỏ đây. Rồi, nước ốc thì mình luộc được ít nước thôi. Từ đầu nó sôi thì sẽ chín ốc. Ốc này mình sẽ cố gắng luộc làm sao cho nó vừa đủ cả nhà. Đừng có luộc chín quá. Ốc này nếu mà luộc chín quá thì nè, cái này là những cái ốc này là nếu mà luộc chín quá nó sẽ thục cái túc trong này nè. Giờ mình luộc nha. Mở ra lên. Ok. Sẽ chờ đây cả nhà, vòng vài chục phút. 50 phút nữa mình sẽ thưởng thức nha. Nó đã sôi rồi nè mọi người ơi. Để tầm cỡ 5 đến 10 phút qua đi rồi sẽ đem ốc ra nha mọi người. Đó. 1 2 phút kịp không? Có đâm thêm một chén mướp rồi mọi người. Nó để cho nó ngon. Sẽ chấm với cái nước chấm này, với ớt chanh. Nguội rồi mình ăn nha mọi người. Đó, giờ mình đã đổ ra nè cả nhà thấy không? Ốc này cả nhà đừng có luộc chín, đừng luộc kỹ quá cả nhà. Nghĩa là mình cứ để sôi quá. Sôi quá thì nó sẽ thục vô trong. Có một số con sẽ thục vô trong mọi người, khó lấy được. Cả nhà ơi, mình vừa mới luộc ốc xong nè cả nhà. Đó. Giờ mình mời cả nhà cùng thưởng thức với mình. Rồi giờ ăn ốc này nha. Đó. Mình có làm một cái chén muối ớt rất là ngon. Giờ mình ăn thôi mọi người. Đó, trời ngon rồi. Rồi đang chanh vô đi. Rồi mày quay lên đây được rồi con quay. Quay lên đi bên. Cái muối ốc này ngon. Đây sẽ đắng nè. Sẽ đây. Rồi mình mời cả nhà thưởng thức cái món ốc với mình nha. Quá trời ngon mọi người ơi. Kiểu này chịu sao nổi. Con vô rửa lấy nước đi. Rồi mời cả nhà nha. Ăn ốc rồi mọi người ơi. Cái muỗng này ra đây mình ăn cho dễ. Để không quên này. À, cái này cái mấy đồ. Trời, ngốc mà nó sâu quá vậy ta. Được quá nữa. Đây nè. Nè, anh cầm quấn lại như này nè, anh để nó đây. Mình ăn ốc á là mình ăn cái mình thôi mọi người. Còn đối cả nhà mình muốn sao chứ đối với mình á thì mình chỉ thưởng thức cái món thịt này thôi nè. Còn cái đít thì mình bỏ ha. Đối với bên bạn hết. À, đúng rồi. Có nhiều người. Có nhiều người bụng mạnh hơn cái răng luôn. Em ăn luôn cái đít ngon quá. Ngon quá. Mày uống đít rồi. Chị làm gì chưa? Chị đi đẩy nhà chưa? Ôi cay lắm mọi người ơi. Đã làm sao mọi người? The đã. Ngon bên. Bên. Ngon. Cay không? Cay không? Cay nhiều hả?
nha. Quả trời ngon cả nhà. Trời ơi, chịu sao nổi cả nhà. Lấy con bự mình ăn à. Nó ngon. Này đâu luộc kỹ quá là nó tụt trong rồi. Nãy giờ con xui nó là nó ăn được đâu ha, nó ăn lâu hả bị xui nó ăn lâu. Bự ốc giống quá ốc nguyên ốc này nọ con nhung mà bự lắm kìa cả nhà nha. Trời chấm chấm với cái mùi mỡ này nè, ngon. Thì cây nó còn bám trên cây nữa. Ngoài nở biết không? Nó còn bám trên cây nữa. Hôm qua mình nhiều. Ngon mọi người, quá tuyệt vời luôn cả nhà. Lâu lâu thì mình ăn một lần thôi cả nhà, chứ mình ăn nhiều quá nó dư chắc đi sạn. Mình khuyến cáo những người mà nào mà đang bị sạn nặng vậy thì cũng ăn nha. Đó là thật sự. Ba mình nhiều khi thèm lắm mà không dám ăn. Ngày xưa ba mình ăn ốc rất là nhiều. Tâm ăn cho hết mà được. Giờ mình ăn cho hết cái dưỡng cái lỗ ốc này cho nó đã. Em bên bên. Mà đối với mình thì ăn cay cay thì nó ngon nha. Rồi đâu là ăn gió đã thèm. Quá trời cây mọi người ơi, chịu nổi rồi. À thôi, mình xin kết thúc tại đây nha.
quá trời cây mọi người. À, mình ăn cũng gần xong rồi, mình hẹn gặp lại cả nhà vào những cái clip sắp tới nha. Nếu cả nhà thấy hay và hấp dẫn thì nhớ đăng ký chia sẻ cho kênh mình càng ngày càng phát triển để mình có động lực để mình quay thêm nha mọi người. Chứ nếu mà mình ăn nữa thì mình sợ cả nhà sẽ có một số người chịu nổi đâu nha. Vậy thôi, bye bye nha, hẹn gặp lại cả nhà, bye bye. Nhớ đăng ký cho mình nha. Cảm ơn cả nhà. Cay quá cả nhà, cay quá. Quyết tâm ăn cho hết mà được. Giờ mình ăn cho hết cái gì cái rổ ốc này cho nó đã.